Hoàng Nam Mauro xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một em lọc xì rất là khủng, mang thương hiệu ADC và có model là SS3IC anh em nhé. Em này thì là hội tụ đầy đủ của một em lọc xì cực kỳ là gấu và cũng là hết số của dòng ADC size lớn anh em nhé. Tại sao em nói là khủng? Size của em này thì còn rộng hơn cả một em Omni. Anh em nhìn này. Đấy, size là size 48, cao 17 và sâu 33 cả đầu cần. Máy chạy điện 120V. Em này là hàng xuất vào thị trường Mỹ nên chạy 120V anh em nhé. Và có công suất tiêu thụ là 30W. Được chưa ạ? Em này thì sở hữu 24 cần chia đều cho hai kênh cộng thêm hai cái đường volume to nhỏ chia cho từng kênh để cho anh em ghép vào các cái cục pao rất là ok. Được chưa ạ? Giải điều chỉnh xuống rất là sâu, xuống lên để xuống đến 32Hz và lên đến cao nhất là 18.000Hz. Đáp tuyến giải tần là 12dB anh em nhé, cộng trừ 12dB này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn qua cái cách sử dụng cho anh em. Ngoài 24 cần chỉnh ra thì em này thì còn có thêm một cái tính năng rất hay mà nhiều em nào khác không có, đó là tính năng mở rộng giải cũng như là giảm giải, thu hẹp giải của em nó. Em này thì nếu mà cái giải tép này có thể lên cao nhất là lên đến 21.5Hz anh em, và giải tép xuống thấp nhất là 15k này. Đấy, cũng như là em giải 32 này thì xuống đến 26 và lên cao nhất là 39 anh em nhé. Với những anh em nào mà đã sành chơi với những em đọc CADC này thì không còn xa quá xa lạ đối với những em này. Và em này thì cũng sử dụng được hai thiết bị đầu vào, được chưa ạ? Em xin lỗi, ba thiết bị đầu vào nhé. Ba thiết bị đầu vào có hai đường tép đấy, và có tính năng tiếp theo nữa là dùng cho cái giải này là 12dB hoặc là cộng trừ 6dB đều được này. Đấy, đây là hai cái volume chỉnh hai cái đèn ti anh em nhé, cao thấp. Anh em muốn cao thấp lưu ý giúp em hai cái mũi tên nó đánh nghịch nhau này, là một bên là ngược kim đồng hồ và một bên là thuận kim đồng hồ để lên đều được hai cái đèn tia này đó. Còn đây là hai cái volume to nhỏ và cái đèn là hai cái đèn tam giác màu đỏ bên dưới này, anh em đẩy nó lên cao là nó sẽ mất nhé. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Nếu mà anh em để vừa vừa này thì nó sẽ thấy sáng cả bốn đèn mà nó nháy, càng lên cao thì hai cái đèn bên dưới nó mất và hai cái đèn trên nó lại sẽ sáng hơn đó. Cái này là có cái thiết kế rất là hay. Với em này thì giá nó cực kỳ là cao. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng giúp em theo số điện thoại là 0981 956 486, với các cái tính năng cực kỳ là hữu ích của một em lọc xì. Đó chính là mở rộng và thu rộng giải hẹp này của từng cần một nhá. Tưởng của từng cần chứ không phải là chung anh em nhá. Volume to nhỏ để ghép với các cái cục pao này. Đấy. Và có volume chỉnh đèn tia này, led đầu cần này, rất là hay. Và bây giờ còn hay nữa là em sẽ quay cho anh chị em xem cái nội thất của nó như là một em Omni luôn. Sắt xi thì là 7 màu rồi, anh em nhìn rõ không ạ? Quay nghiêng là 7 màu, rất là ok. Với hệ thống xử lý đều bằng IC, rất là khủng. Đây là hệ thống sử dụng các cái cần gạt của nó. Anh em nhìn kỹ nhá, sắt xi này, dây này. Hàng của bên em thì luôn bao zin, bao nguyên bản cho anh em. Và giá của sản phẩm này là khá cao, nên anh chị em nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ với em. Còn giá tham khảo là trên 10 anh em nhé. Đấy, còn mười mấy thì anh em phải chủ động liên hệ giúp em. Một lần nữa em xin cảm ơn rất là nhiều. Anh chị em xem video thì cho Hoàng Nam Audio xin một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ kênh.
Hai nữa là nếu mà anh em nào chưa đăng ký kênh của Hoàng Nam Audio thì vui lòng nhấn kênh đăng ký để được cập nhật nhiều sản phẩm hơn nữa. Bên em vẫn còn một em size rất là khủng, anh em đón chào để xem tiếp cái, hãy nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các cái video tiếp theo của Hoàng Nam Audio. Cảm ơn các bác.